Thì không có chỗ để, lúc mà nhà em là chống phơi gì đâu, có bộ dáng gì đâu, phải để chăn chỗ ngoài mới lộ á. Để cái hòm ngoài đó rồi đám ma nào cũng ngoài đó luôn. Rồi để trong nhà không được hả? Không cho để, lúc đó là chống hợp học gì, hầm hố gì đâu có để được đâu. Trời con chén của em cũng bên. Và cái này là cũng hàng mới luôn, cái nào tận dụng được lại thì tận dụng. Tận dụng, nè cái này cũng của bên xã cho luôn. Ờ, mình phải ngăn nắp lại. Dạ. Dạ Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sau một hành trình dài từ vùng đất Tây Nguyên về lại Đồng Tháp, hôm nay thì Vương Hồ đang có mặt tại xã Tấn Mỹ thuộc huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng này á, là ngôi nhà của em Trinh, 23 tuổi, 5 người con. Người chồng á, không may á, bị một cơn bạo bệnh thì qua đời, bỏ lại cho em cùng với 5 người con nhỏ và một người cha tật nguyền. Thấy vậy á, thì ở địa phương, chính quyền địa phương những ngày tháng qua thấy cuộc sống của gia đình Trinh vô cùng khó khăn thì đã dựng lên cho Trinh một cái mái nhà vô cùng ấm cúng luôn cô bác quý anh chị. Và hôm nay á, Bùi Hồ đến đây muốn chia sẻ về cái cuộc sống hiện tại của gia đình của em Trinh cùng 5 người con với lại người cha chồng của mình. Đồng thời là cũng thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình của em một ít hiện kim để em có thể sinh sống trong thời gian sắp tới, cũng như là có một cái số vốn để mà em có thể thay đổi một cái nghề khác. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vô đây ha. Trước đây thì ngôi nhà này khi mà Bảo còn sống với cô bác quý anh chị thì ngôi nhà này hai vợ chồng làm bắp bổi qua ngày á, ngày nào thì cũng tiêu xài hết ngày đó. Ngày hôm nay thì thấy sự vất vả khó khăn cũng như là một người phụ nữ phải nuôi 5 người con á, thì mọi người cùng chung tay với nhau cho gia đình em có một cái nơi trú mưa trú nắng mà nó được gọi là an toàn hơn. Trước đây thì Bùi Hồ có chia sẻ một cái đoạn clip là dây điện á, nó phải giăng nguyên lối trong nhà, thậm chí là những cây máy quạt á, cô bác quý anh chị, thì nó lắc lư nhìn rất là nguy hiểm luôn. Thì cũng có được Mạnh Thường Quân là hỏi cắt ngôi nhà như thế nào thì của chính quyền địa phương cũng đã có giúp đỡ. Hôm nay á, thì Bùi Hồ có đến đây hẹn Trinh cùng với các bé cũng như là chú ba của Trinh để mà gặp, để mà hỏi thăm nè. Anh chào Trinh, con chào chú ha. Khỏe không chú? Khỏe ha, coi không gài bệnh hoạn hay sao rồi thì cái tay sao rồi hồi nào vậy, nó cũng vậy hoài thôi. Dạ cũng cái tay bên đây bị liệt, dở không lên đúng không? Dở không lên. Dạ nó sụi, nó không có ngoe được gì. Ừ, cái chân đi cũng sụi được. Không gài ăn uống sao chú? Ăn uống thì bình thường. Bình thường ha, ăn ngang được mấy chén? Cũng được 2 cái mấy. Dạ. Chú nói chuyện cũng khá là yếu ha mọi người. Anh chào Trinh ha. Hôm nay mấy đứa con em còn lại đâu? Tranh gài cái này. Hai đứa con em, hai đứa lớn nó đi học rồi. Xin cô giáo nghỉ mà cũng được. Nhà mình sao? Thôi đi học đi nghỉ gì. Bé này tên gì? Này Kiều Trang. Này. Này Như Ý. Này Bích Ngọc. Ồ tên nào? Tên ấy phải nói là tên lựa Cảnh không ấy. Cảnh Như Trang đi học rồi. Hả? Cảnh Như Trang đi học rồi. Cảnh gì? Cảnh như Kiều Trang đi học rồi. Nhà mình là sửa lại hình như là hơn 1 tuần rồi đúng không? 2 tuần. 2 tuần rồi. Anh nói anh qua nhưng mà anh không kịp qua tại công việc của anh nó hơi bận rộn á. Dạ. Thì hôm nay mới có dịp trở về đây, anh mới từ Tây Nguyên trở về. Dạ. Rồi hôm nay buôn bán sao rồi? Mấy nay em chưa có đi lại anh đi. Sao ạ? Bữa bán chiếc xe ba gác của em mà kia nó trốn đi rồi, mất vốn rồi. Là sao? Bảy nợ nó ôm tiện đi rồi. Thằng kia là thằng nào? Thằng đó nó cũng quen biết với hai chồng em chứ. Rồi bán nó chiếc xe có 6 triệu rồi, nó bể nợ, nó ôm đi rồi. Giờ hết tiền, hết vốn rồi. Rồi còn tiền ăn uống sao? Hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Còn sao nói chuyện tuyệt vọng vậy? Sao? Rồi bán xe nó rồi nó lấy tiền hết trơn rồi, giờ không có tiền luôn. Không có tiền ăn luôn? Không tiền ăn luôn. Mới hôm qua ta kêu trả tiền cho người ta, tiền mượn người ta đó mà không có. Nhiều? Ta đòi tháng này ta lấy lại 10 triệu. 10 triệu? Là mình thiếu tao nhiêu mà ta lấy lại 10 triệu? 30. Cái gì? 30. 30 tiền hỏi ngoài. Không. Hỏi để chị bệnh cho chồng. Lúc mà chị bệnh với hỏi xoay sở trong nhà đấy. Rồi mới hôm qua này tới tiền chị kêu lấy 10 triệu mà ôm đi hết rồi, không có còn tiền. Là bán chiếc xe à? Bán chiếc xe ba gác. Bán chiếc xe là 6 triệu. 6 triệu. Không lấy được triệu nào chứ, không đi hết trơn. Là bán chiếc xe thì chiếc xe đâu? Anh kia anh chạy đi hả? Anh kia anh bán lại trong giữa trong này nè. À,
Rồi anh kia anh bán anh đốt, anh lấy tiền ngang của mình. Anh lấy tiền mình đi. Có nghĩa là em nhờ anh kia đi bán. Không có nhờ đi bán, cũng như anh mua gì anh chạy. Rồi anh không có chạy mà anh mua gì anh bán lại. Rồi giờ anh bán lại, anh lấy nợ người ta, anh bể nợ anh đi rồi. Trốn đi luôn rồi. Trời ơi, lấy 6 triệu của mình đi luôn. 6 triệu đi luôn. Mất luôn chiếc xe. Mất luôn chiếc xe, em không có tiền luôn. Thứ vài bữa em lên. Cái bữa đó, 3 bữa em điện liên tiếp thay bao không à. Cái em mới xuống nhà, cái là anh đi rồi. Ta hỏi sớm tới giờ, coi người vài triệu đi rồi, bể nợ đi rồi. Rồi giận dữ không? Buồn dữ không? Bữa đi khi lấy tiền khóc luôn chứ buồn gì. Khóc luôn hả? Không có tiền khóc luôn. Ừ. Thêm ngày qua bà chủ nợ bà điện bà chửi bà nói chị nghe nói vụ bán xe này quen quá rồi cái bà kêu hai bữa nữa xây lo trả bà 10 triệu mà tiền đâu xây. Trời ơi, nhận mới đến tính xem cái tin vui mà nhận được một cái tin buồn. Ở nhà hổng gầy là các còn có mưa dột vậy không? Hổng gầy ở đây có mưa không? Không anh vừa hồi. Vậy hả? Thôi em hướng dẫn anh đi vô trong để quan sát nhà đi ha. Cái phần trước này là dựng mới lại hết đúng không Trinh? Dạ, phần trước thì dựng mới lại hết. À, cái này là do chính quyền địa phương xã cắt cho hả? Dạ. Cái này lúc trước tên cũ mấy ổng mua rồi mấy ổng lột tên cũ ra rồi đưa tên mới lên. Còn tên cũ của nó tận dụng dựng đây nè. À, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Nghe nói 30-40 triệu hả? Dạ. À, ai mua ai tặng niệm á? À, xã. Xã tặng luôn cái niệm ha. Của bên hội phụ nữ xã tặng niệm. À. Còn đi dây điện rồi đi lại hết chưa? Dây điện này mấy chú xã mua túp lô đồ làm an toàn hết rồi. À, làm lại dây điện nè đúng không? Dạ. Rồi tôn này là sao? Tôn này là sắt mới luôn đúng không? Này cũ. Này tôn cũng cũ của mấy anh trước đưa. Nhưng mà sắt cặp vô là sắt mới. Sắt cũ của em. Chỉ có thay tôn không à? À. Thay tôn. Dạ. Hôm trước là cô Hồng Kim có nói là vận động để làm cho mình cái phần nhà lại, nhưng mà nghe thông tin gần ở xã thì làm thì rất là tốt rồi, nên thành thử là các cô chú ở bên Mỹ á hỗ trợ mình cái phần vốn để mình làm ăn. Dạ. Cái phần dạ. Ván này là mới đóng lại nè đúng không? Dạ, mới đóng lại. Hôm trước là một cái gì thùng ta? Phi. Cái thùng phi. Thùng phi phế liệu. Đúng rồi. Dạ. Còn cái phần ở đằng sau này là tận dụng lại để mình dừng cho nó kín đáo. Dạ, tận đúng dụng lại. Với thay ở trên này tên mới với cách nhiệt luôn. À, miếng cách nhiệt luôn. Dạ. Cái tủ tiếp lô đồ nè. Đi điện rồi cho đàng hoàng lại nè. Dạ, tủ này cũng của bên mấy chú xã mua vô nè. Ờ, tốt quá rồi. Đúng là chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với cái hoàn cảnh của em á. Dạ. Hai kệ đựng chén của em cũng bên. Và cái này là cũng hàng mới luôn, cái nào tận dụng dạ, được lại thì tận dụng. Tận dụng, nè cái này cũng của bên xã cho luôn. À, mình phải ngăn nắp lại. Dạ. Làm sống chén xã cho luôn. Dạ. À, coi như là ra riêng cho em vậy á. Dạ. Mừng dữ không, cắt hôm rồi có ngủ được không? Mừng anh, mấy bữa cắt mừng. Mừng hả? Dạ. Có mừng. Ngủ được không, cắt mấy ngày? Cắt tuần lễ. Tại vì mấy chú bên xã đó có người ta làm thầy giáo đó. Ngày thứ bảy chủ nhật mới làm được. Đúng mấy rồi. Người ta không có vô được. Cũng còn cái công ăn việc làm. Dạ. Có nghĩa là nhà mình làm như giống như là thay áo mới lại luôn á. Dạ. Những cái nào này, mà phần mới này là hết dột rồi. Đúng rồi, ở trên này là có miếng cách nhiệt luôn nè. Miếng cách nhiệt này thì rất là mát để cho cái tránh dạ. Đi cái tình trạng là nóng. Dạ. Còn cái máy giặt này sử dụng được không? Được anh. Được hả? Cái này để giặt đồ cho mấy nhỏ, em mua cái tủ cũ nè, cũng lâu lắm rồi. À. Bữa anh hư em mới sửa hết mấy trăm. À, cái này là điện đi lại hết nè cô bác của anh chị. Đó, mấy cô mấy chú đi cũng an toàn ghê á. Đây. Còn cái quạt đó sao còn để đó? Trinh. Dạ. Cái quạt này sao còn để đây? Để tận dụng lại quạt chứ giờ dục không có quạt quạt. Thôi mua cây quạt khác đi ha. Dạ. Tối nó được. Ừ. Dạ. Cái quạt của nó cũng đâu có nhiêu tiền, khoảng trăm mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà nhà hôm nay anh thấy sạch sẽ hơn lúc trước, lần nữa trước anh vô nhiều á. Dạ. Em phải dọn dẹp ba này lại nè, để đôi khi chuột á. Chuột nó bò vô thì cái này thì ở trên đây niệm của mấy cô mua chắc niệm đây chứ mì. Với tấm niệm này thì nó hơi bự, nó hơi cồng kềnh. Niệm này là mua để cho ba em nằm. Ờ. Cái lưng nó. Mua cho ông nằm.
Tivi đó còn coi được không? Được anh. Tivi em mua bữa hổm lúc xã em còn sống nghe chồng mua để cho mấy đứa nhỏ coi hoạt hình rồi đó. Còn cái nhà vệ sinh đồ địa nước đồ đầy đủ hết không? Đầy đủ anh. Thì ha. Hố ga là nó đi thẳng dưới luôn hả? Dạ. Đó có mình có xây cái hố này nhìn thấy nè. Đâu? Cái hầm đây nhìn thấy à, bự đó. Chắc là chắc có lẽ là hương hồn của chồng em phù hộ cho em đó. Dạ. Thắp nhang hay gì? Thắp đi, em thắp đi. Còn nhang mới vừa mãn 49 ngày nay được 53 bữa rồi. Rồi không gà chú có đi hút thuốc gì không? Không. Không luôn. Trời ơi. Chắc con trai mắc cái xuống sức dữ hả chú ha? Buồn. Dạ. Cái nó là buồn khóc. Khóc hoài. Mỗi lần đốt nhang cho nó là kèm. Dạ. Mỗi lần đốt nhang cho nó là kèm lòng cũng được là đốt nhang cho giùm nó là thấy chịu không được khóc. Bảo là con thứ hai của chú hả? À, con thứ ba. Thứ ba. Mỗi lần đốt nhang là khóc hả? À, đốt nhang là nhìn thấy cái hình nó thấy suy nghĩ lung tung hết buồn khóc. Chú suy nghĩ gì? Suy nghĩ là nhớ lại những cái cảnh nó làm ăn khổ cực mà làm cha mà không có lo được cho con nó vậy mà tới chừng nó bệnh nó đi mà nghĩ buồn không biết bao giờ gặp được nó nữa. Nhưng mà ngày xưa là còn sống thì anh Bảo siêng năng dữ. Con đẹp người giống không? Siêng lắm. Có nhiều khi nó làm thấy nhà cửa thiếu thốn này kia, nó làm về đi mua về suốt ngày rồi về tối phải lựa rồi sạn sắp xếp đâu tới 12 giờ khuya. Thấy giật mình thức dậy giờ thấy nó còn làm, kêu nó nghỉ đi con. Nó làm thinh nó làm hoài. Rồi chừng nào nó ngủ ngủ à. Không nói chuyện gì hết á, có nhậu ngày xưa có nhậu nhẹt gì không? Nó Bảo hả? Bảo nó không có nhậu. Có thỉnh thoảng thí dụ có đám tiệc rồi này kia cũng uống một vài ly rồi chứ nó không có uống say giống như người ta. Nó cũng không ngoan lắm, Bảo nó sống ở đời nó cũng hiền, tất cả nó không có bích lòng ai. Nghĩ tới là buồn rồi. Vậy là có khi nào mình lo là cháu nội của mình là sau này sống sao không? Thì trong lòng thì nghĩ vậy nhưng mà không cách nào được, tay bây giờ sủi rồi không có làm gì được. Không lo được mấy cháu nội sau này. Nhưng mà kệ ráng ở đây coi tới chăm sóc nó cho tới chừng nào nó lớn rồi tính sao. Chú có muốn nói lời nào với lại tất cả các cô chú đã từng ủng hộ cho gia đình của mình cũng như là cho cháu nội của mình có một cái nơi ở nó ấm cúng hơn so với lúc trước như thế này? Thì cũng tất cả cô bác chị ở gần xa nhìn thấy mà coi như là giúp đỡ ở gia đình cho mấy đứa cháu nội với vợ nó này kia, nhà cửa ấm cúng này kia thì cũng trong lòng cũng mừng lắm nhưng mà cũng thấy vui. Cũng thành thật là mang ơn những cô bác anh chú, đó đã nhiệt tình ủng hộ phụ giúp. À, khóc gì nhớ, nhớ chồng hay sao hả Trinh? Buồn. Buồn gì nữa? Nói anh nghe quá. Đó sáng nằm suy nghĩ nói em mà ta điện, ta chữ, ta đòi tiền, ta nói nặng, nói nhẹ, mình buồn. Ta nói sao? Con nói em á, nó dốc nó láo bán lấy tiền xài hết rồi mà nói lấy xe lấy ba lấy tiền. Chồng con bị gì em nghe người ta đi gạt. Hôm trước là có các chú rồi đó thì xin số điện thoại của em để mà ủng hộ em. Dạ. Thì các chú có gỡ ủng hộ em mà đúng không? Dạ có. Chú Đức ở bên nước Đức đó. Ở bên đâu? Đức. Ờ. Là nói là có điện cho anh mà điện bằng số gọi thường điện không có được. Nhắn tin anh không có trả lời. Và nói là muốn giúp đỡ em nữa mà không có liên hệ được với anh. Rồi chú mới ra ngân hàng đó là chú gửi tiền trực tiếp cho em là gửi cho em được mấy triệu đó. 4 triệu thì đó chú gửi cho em 4 triệu. Chú Đức.
Gần đây là có một cái mạnh thường quân gửi cho em 2 triệu nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nói anh Bùi Hồ, coi kênh có anh Bùi Hồ gửi dạ. À, anh đó, chú đó tên gì? Nhớ không? Không, em có luôn tên ở trên Zalo, bữa điện Zalo có luôn trong Zalo. Anh cho số điện thoại đó, anh nói dạ. Gửi trực tiếp cho em đi, nó dễ hơn. Tại vì lúc trước mà chồng của mình mất á, thì có bao giờ mình nghĩ rằng là một mình hai vợ chồng mà làm không có dư giả được để mà sửa lại cái ngôi nhà của mình. Thì một em có suy nghĩ rằng là một mình biết khi nào mà làm được cái cất được cái ngôi nhà cho các con của mình, ba của mình ở một nơi ở ấm cúng không? Thiệt anh, mà bây giờ nhà nước không cho em ở, không cất nhà đàng hoàng cho em ở, không biết chừng nào em mới cất nổi cái nhà nữa em. Thiệt sau thì để gì ở luôn. Vậy hả? Rồi lỡ nửa chừng có sự cố rồi sao? Cũng đành chịu thôi chứ sao, như lúc xã em nửa chừng sự cố đem về để ngoài lộ đó, chỗ đâu để. Sao á? Tại vì không có chỗ để, lúc mà nhà em là chống phơi gì đâu, có bộ dáng gì đâu, phải để chăn chỗ ngoài mấy lộ đó. Để cái hòm ngoài đó rồi đám ma nào cũng ngoài đó luôn. Rồi để trong nhà không được hả? Không cho để, lúc đó là chống hòm học gì, hầm hố gì đâu có để được đâu. Trời không ơi. Có được bộ dáng nên mà để nữa. Cái bàn thờ mà phải đóng một cái kệ giả ở đây đặng để cái bàn thờ á. Rồi sau này ta vô ta cúng đám, ta thấy vậy ta mới xin tiền ta sửa bộ dáng lại cho em á. Chứ lúc trước là ở nhà giờ một hết à? Một trống trơn, còn được cái sườn trên đi không? Thì lúc đó sao sống? Thì hai chồng em sống cái đường đi em đi ra gì nè, cái vô khúc nhà trong á. Khúc nhà đổ bê tông vừa làm cầu nhà tắm chiếc ra ở. Tính hai chồng ổng hết bệnh rồi mà ráng bươn chải mà sửa lại rồi xong ổng chết luôn. Giờ thiếu nợ người ta kêu hai bữa nữa phải đưa người ta tiền vốn với lời luôn là 11.200.000. Giờ năn nỉ người ta đóng lời mà người ta không chịu. Rồi là ví dụ như đóng 1.200.000 tiền đâu đóng? 1.200.000 thì em đi hỏi người này người kia đóng cho người ta chứ sao giờ. Rồi nợ chồng nợ sao? Chứ giờ anh không đóng ta chửi cũng vậy à. Ta chửi ta nói nặng dữ không? Ta nói nặng, ta nói không lẽ chồng chết mà ta đi làm gì? Ta không có tin. Ta đi làm vậy là sao? Là người ta đi giật tiền của mình á. Như ta nói mình nói dốc, ta không có tin mình. Người em có năn nỉ không? Có, em có năn nỉ mà chị nói lúc hai chồng còn mằng được á, chị hỏi cho em. Mà là người ta hỏi dùm hả? Ta hỏi dùm hay em. Dạ, ta hỏi dùm em. Người ta hỏi giùm em. Có nghĩa là người ta thấy em khổ người ta hỏi giùm. Thì cái hỏi cái người khác nữa. Nên anh nữ là bây giờ là người chủ muốn lấy lại. Vậy là tội nghiệp, thương cái chị mà hỏi giùm chứ. Dạ. Giờ thương thì cũng thương mà bây giờ em hỏi anh giờ bán cái xe người ta không có đưa mình tiền, người ta trốn ta đi rồi bây giờ biết sao giờ. Giờ tiền ăn em cũng không có ăn nữa. Hôm nay nhà mình ăn cơm với gì? Sáng này ăn cơm với mà hộp vịt chứ mua gà má nấu canh. Đâu cho anh xem với, nãy giờ quên xem. Sáng mua 5 trứng vịt nè. Nhiêu tiền? 5 trứng vịt có 15.000, nửa chục. Trứng 5.000. Sao trứng 5.000 như vậy? Một 30.000 chục. Trứng 15.000 vậy. 15.000 chục. Mấy chục ngàn mua gà má với hộp vịt hết trơn. Rồi giờ còn được nhiêu tiền? Hết tiền. Hết tiền luôn. Hết tiền. Đâu còn như lấy cho em xem với. Em hết tiền rồi. Hết tiền luôn rồi. Hết tiền luôn. Rồi ví dụ như chiều nay mình ăn cơm gì? Chiều nay hả? Chiều nay thì còn cái bầu đó chồng sắt nấu canh ăn. Nấu canh ăn. Rồi lỡ thiếu đường bột ngọt thì sao? Rồi đường bột ngọt thì em không có thiếu. Tại vì cô xã cho em còn treo đó nè. Anh thấy gạo em còn chắc lên nè. Sáng bên cô xã vô mấy ngày qua cho mì, cho gạo chắc nè. Này. Ồ, gạo nhiều ha. Dạ. Này thì cứ 1 tháng vậy đó là em được 15kg ở ngoài xã đó. Nè bột ngọt bữa cô ngoài xã vô cho nè. Cho bột ngọt em vô keo nè. Sao nói là em còn bịch nêm nè. Ok. Sao nói là anh hẹn ở nhà đi mua, anh tưởng đâu hổm gài mình đi mua được chứ. Đi mua bữa còn được 300.000. Cái em đi mua.
cái đổ xăng 50, cái ăn uống rồi hôm nay nó sáng mấy nhỏ ăn mì còn xé vỏ mì để cho nó em đi học á. Sao không về rửa chén đi? Sáng giờ em nhức cái đầu mà không có nổi. Vậy hả? Mới đi học về hồi dắt 12 giờ rưỡi đó nó đi học nó nấu mì nó ăn, nó bụng nấu mì ăn. Ừ. Khổ quá ha. Hôm nay thì đến đây á thì anh nhận thấy ngôi nhà của mình khá là khang trang. Đây là niềm vui của em, không phải là của em mà tất cả cô chú anh chị đã quan tâm đến cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Thì cũng nhờ sự chung tay của tất cả các mạnh thường quân cũng như là chính quyền địa phương mà em có được như ngày hôm nay nè. Dạ. Nhận được cái tin sốc á là em lại bị gạt mất đi 6 triệu và cộng thêm cái số tiền nợ. Thì hôm nay có mặt tại đây á, anh thay mặt cho mạnh thường quân để mà tặng cho em hiện kim để mà em có thể trang trải trong cuộc sống trong cái thời gian bây giờ và sắp tới ha. Nhớ là cố gắng cho các bé đi học, đừng bao giờ để cho các bé nó bị thiếu học và để nó tự thay đổi cái cuộc sống của nó, em hiểu không? Dạ. Đừng bao giờ gục ngã, mình phải là chỗ dựa tinh thần cho các bé ha. Dạ. Hôm nay thì anh đến đây anh thay mặt cho mạnh thường quân, thứ nhất là chú Hiếu gửi 200 đô, thứ hai là chú Tùng 100 đô, thứ ba là cô Hương 100 đô, là tổng cộng là 400 đô, với lại cô Kim Vân ở Mỹ luôn là 200 đô nữa, là tổng cộng 600 đô. Thì anh mới vừa đi đổi ở ở ngân hàng là được 14.040.000 đồng. Anh mới vừa nhận được một cái số tiền nữa từ bạn bạn Phương Thảo ủng hộ cho mình là 2.350.000 đồng, 100 đô nhưng mà bạn này chuyển khoản. Thì tổng cộng cái số tiền của mình là hiện tại là 16.390.000 đồng. Thì anh sẽ chuyển cho em là 16.400.000 đồng ha. Em đi đây nè, anh nếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu, 390.000, anh đưa là 400.000. Yeah. Đây là cái phần tiền mà tất cả các cô chú mạnh thường quân chung tay nhau cho mình trang trải cuộc sống. Cô Hồng Kim á thì cũng dự định là làm cho mình lại cái phần nhà như anh nói đó. Yeah. Như anh nói lúc nãy đó, nhưng mà thấy chính quyền địa phương ủng hộ thì chuyển sang ủng hộ cho em cái số vốn làm ăn, nhớ cố gắng tích lũy. Thì chắc có lẽ là bây giờ em sẽ nói lời nào cảm ơn đến cô chú quý anh chị mạnh thường quân ha. Yeah. Em cũng cảm ơn, gọi là cảm ơn cô Vân đã giúp đỡ em với mấy cô chú anh chị gần xa giúp đỡ em, cảm ơn nhiều. Ừ. Giúp mẹ con em qua cái hoàn cảnh khó khăn này em cũng không có lời gì. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Ừ. Nó có nói lời cảm ơn đến chính quyền địa phương không? Dạ có. Các cô chú đã xây cất nhà cho mình kìa. Cô chú anh chị với bên xã cất nhà cho em mang ơn nhiều lắm. Ừ. Dạ. Mẹ con em có chỗ tránh mưa tránh nắng gì em cũng cảm ơn nhiều. Có lời hứa nào không? Có anh. Hứa là sao? Hứa là sau này em sẽ cố gắng mà ăn và sẽ lo cho con em ăn học tới nơi tới chốn. Cho mấy đứa học thành tài không khổ giống như em sau này nữa. Không được gục ngã nữa nghe chưa? Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân. Xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã cùng chung tay với nhau để hỗ trợ cho hoàn cảnh của em Trinh, một người mẹ đơn thân phải nuôi 5 người con tuổi rất là nhỏ luôn sau sự ra đi đột ngột của chồng của mình là anh Bảo. Xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chúc cô chú anh chị sức khỏe, an lạc và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và video clip của Trinh đó thì Bùi Hồ sẽ để số điện thoại ở trên cái màn hình. Cô bác quý anh chị có thể là gọi điện trực tiếp, trao trực tiếp hiện kim cho Trinh cũng được. Và Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.